Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe Hyundai. Trên kênh này thì mình sẽ liên tục cập nhật về những chính sách cũng như là mức giá mới nhất của tất cả các dòng xe Hyundai bên mình. Thì hôm trước có bác hỏi là bên hãng có chiếc xe nào đang giảm giá mạnh nhất. Thì hôm nay em sẽ quay video cho các bạn xem nhé. Hiện tại cái mẫu Stiger này đang là cái mẫu xe được giảm giá nhiều nhất tại hãng bên em. Ví dụ như phiên bản em đang quay ở đây là phiên bản cao cấp nhé. Đấy, đang có mức giá niêm yết là 675 triệu đồng. Thế nhưng trong tháng 3 này hiện tại bên em đang hỗ trợ 95 triệu đồng mọi người nhá. Giảm trực tiếp 95 triệu đồng. Thì giá xe hiện tại bây giờ chỉ còn là 580 triệu đồng thôi mọi người nhá. Đó. Xe 7 chỗ, dòng FTP. Xe này thì mình thấy ưu điểm lớn nhất của nó là cái không gian bên trong mọi người ạ, cực kỳ là rộng rãi mọi người nhá. Nhìn bên ngoài thì cũng không phải là to lắm đâu, thế nhưng mà xe này ngồi bên trong rất là rộng nhá. Đó. Cái thiết kế này thì cũng được rất nhiều người tranh cãi. Có người bảo thì nhìn nó rất là dị. Thế nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, trong cái dòng FTP tại thị trường Việt Nam thì mẫu xe nào nhìn nó đẹp đâu. Đó, chủ yếu xe thiết kế về cái công năng sử dụng bên trong thôi. Đây, phần đầu chúng ta sẽ có một cái giải đèn định vị ban ngày như này mọi người nhá. Rất là sáng này, đẹp. Cái hệ thống chiếu sáng của Stiger này sẽ là đèn LED mọi người nhá, là chóa hắt phản xạ. Đó, tức là ở trên nó sẽ có đèn phía trên này và nó chiếu sáng xuống dưới và hắt ra bên ngoài, chứ nó chưa phải là cái dạng projector mọi người nhá. Phía dưới thì sẽ là đèn sinh an đây. À xin lỗi mọi người, đèn sương mù nhá. Phía trên là đèn sinh an này. Đó, máy thì máy 1.5, máy này thì giống hệt máy của Hyundai Creta mọi người nhá. Hộp số CVT. Đó, mình sẽ quay bên trong nội thất cho mọi người xem này. Ngồi bên trong nó rộng lắm. Đó. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có cả hệ thống an toàn Hyundai Smart Sense, đó là Cruise Control này, đó, giữ làn đường này mọi người nhá. Cái giữ làn đường này thì nó cũng sẽ tác động vô lăng khi mà chúng ta đi ở trên đường ấy, thì nó nếu mà có hiện tượng lệch làn đường thì nó sẽ tác động vô lăng này, nó sẽ đánh lái cho mọi người nhá. Đó, và cũng có phòng tránh va chạm điểm mù phía trước và phía sau mọi người nhá. Đấy, gương này. Đây có cái hình chấm tham này mọi người này. Đấy, cái báo điểm mù đây. MTP thì là một mẫu xe dành cho gia đình nên bên trong sẽ có rất nhiều cái ngăn chứa đồ như thế này. Cửa gió này. Đó. Xe này thì là nhập khẩu Indo mọi người nhá. Phía dưới chúng ta sẽ có nút điều khiển Dynamic Mode này. Sẽ có 4 chế độ như Smart này, Eco này, Normal này, Sport mọi người nhá. Đó. Cái màn hình giải trí này nó khá là to đấy. Có tích hợp bản đồ nhá, tại thị trường Việt Nam mình đây. Cảm ứng nha mọi người nhá. Cảm ứng này. Và đặc biệt trên cái phiên bản Stiger này chúng ta sẽ có kết nối Apple và Android không dây mọi người nhá. Đây phía dưới đây. Chúng ta sẽ có sạc không dây này. Vị trí này. Có sạc 12V này. USB này. Núm điều chỉnh điều hòa này thì chỉ là chỉnh cơ thôi. Phía dưới này đây, chỗ này thì là cảm ứng nha mọi người nhá. Tắt này. Có mỗi cái điều chỉnh nhiệt độ mấy lốc gió này thì sẽ là ấy thôi. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hệ thống âm thanh, đó là sử dụng loa Bose mọi người nhá. Dưới những bản thấp hơn, bản đặc biệt hay bản tiêu chuẩn thì chỉ là sử dụng loa hãng thôi. Đó. Ghế da của con này thì mình thấy thích hơn so với Creta, bởi vì nó có những cái lỗ thoáng khí này mọi người này. Đó, xe mà không có cái lỗ thoáng khí này ngồi thì nó hơi bí, thế nhưng mà lại được cái là dọn vệ sinh nó dễ, nó sẽ không bị những cái bụi ni ti này mọi người nhìn này. Đó, nó nọt xuống cái lỗ này, thế nhưng mà nó lại ngồi lại rất là thoáng mọi người nhá. Ghế tất cả là ghế chỉnh cơ hết thôi. Đó. Phía sau ngồi cũng rất là rộng rãi nhá. À, cho mọi người xem phần cốp này. Khi mà dựng hàng ghế thứ ba lên thì xe nào cũng vậy thôi. Cái khoảng chứa hành lý này thì nó sẽ không được rộng rãi lắm mọi người. Nhưng mà khi gập xuống thì rất là rộng nhá. Bây giờ mình sẽ vào trong hàng ghế thứ ba để cho mọi người xem thử cái độ rộng rãi của nó như thế nào. Đây, gập ghế này xuống và bước lên nhá. Đây, dựng ghế này. Đây mọi người,
cái độ ngả lưng này của con Stryker cũng rất là thoải mái mọi người ạ. Mình tin chắc là mọi người nếu mà đi 7 người ấy, ngồi vị trí sau này cũng không hề mỏi đâu. Đó, nó rộng lắm. Đấy, ghế ngồi sâu phía dưới. Đây. Khi ngồi hàng ghế thứ ba thì tất nhiên là hàng ghế thứ hai chúng ta phải hy sinh một chút rồi. Đây, mọi người nhìn thấy đây. Đấy, mình đẩy hết lên trên rồi, hàng ghế hai đẩy hết lên trên rồi. Vẫn còn rất là rộng rãi mọi người nhá. Đó, như này nữa cơ mà. Đó. Trên này chúng ta sẽ có điều hòa này, bốn ngăn này. Đấy, gió đang chạy. Phía dưới có đèn. Phía sau này thì chúng ta có một cổng sạc mà một cổng nguồn 12V 180W, chúng ta có thể cắm một cái đầu chuyển đổi đây để có thể sạc được điện thoại mọi người nhá. Ngồi phía sau này quá ok rồi. Rộng lắm. Đang giảm những tận 95 triệu đồng, gần 100 triệu cơ mà. Đó. Gạt cái nãy là cái ghế nó bật lên như thế này. Xe nhập khẩu Indo mọi người nhá. Xe này để anh em chạy taxi dịch vụ thì quá là ok. Để cho mọi người xem qua cái mức tiêu hao nhiên liệu này. Kết hợp vào 6,28 lít. Trong đô thị là 7,83 lít, ngoài đô thị là 5,38 lít. Rồi ok, hiện tại đây là mẫu xe đang được giảm giá nhiều nhất của nhà Hyundai mọi người nhá. Nếu như mọi người có nhu cầu quan tâm đến dòng xe này thì hãy comment hoặc điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0983 028 836 để nhận báo giá tốt nhất mọi người nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.